ngay chỗ này, lại bỏ cái miệng, lại rửa sạch nữa. Đó, bây giờ thì nó trắng trẻo một chút xíu rồi, nhưng mà vẫn còn đen ở những cái chỗ gần cái miệng. Mình lại tiếp tục chà. Mọi người nên chuẩn bị vài cái bàn chải cho công đoạn này nha. Đó, bây giờ thì sạch sẽ tương tương rồi ha. Như thế này là sạch lắm rồi nè. Vậy là xong rồi đó. Mình có 10 con bào ngư đã rửa sạch rồi nè mọi người. Bây giờ mình sẽ hấp nó. Mình bỏ bào ngư vào trong nồi hấp và mình sẽ chế vào đây một ít rượu nha. Mình sử dụng rượu soju nha mọi người, và một ít nước tương Nhật Bản. Rồi mọi người hấp trong vòng 10 phút. Sau 10 phút thì mọi người sẽ có một cái món bào ngư ngon như thế này đây. Thơm thơm mùi nước tương và phảng phất một chút gì đó mùi rượu nữa. Và mình sẽ ăn món này kèm với lại nước tương wasabi hay là bất cứ một cái loại nước chấm gì đó mà mọi người thích, để có thể giúp mọi người ngon miệng hơn. Hello mọi người, mình đã làm xong món bào ngư rồi nè. Lần đầu tiên làm nên là để cho an toàn nên là mình hấp ha, chứ còn làm mấy món khác sợ bị fail. Mời mọi người coi lại một lần nữa nha. Trời ơi mấy em bào ngư mập mấp à, nhìn phê mọi người ha. Hồi nãy chút hấp á, cái mùi nước tương nó thơm ơi là thơm luôn. Bây giờ mình sẽ thử một con trước nào. Lựa con nào mập ơi là mập, giới thiệu mọi người nè. Đây là bào ngư Hàn Quốc nha mọi người. Và Trúc mua ở hải sản Hoàng Gia đó, 89.000 một con. 89.000 một con. Trời ơi, để cho mọi người thấy cái này, cái da nó căng lên đã mọi người. Ui, nó dai nha, xăm vô hơi khó nha. Ui, ui, có phải là do Trúc hấp lâu quá không ta? Phía dưới của nó nè mọi người. Cái nước tương rất là ngon. Bây giờ mình thử một miếng mình không chấm cái gì nha. Nó không dai đâu mọi người, nó mềm mà nó thơm. Giống như cái lần trước mà Trúc ăn cái con ốc ốc hoàng hậu á, mà Trúc ăn cái phần gần cái đầu á. Trời ơi, cái phần mà Trúc ăn sashimi á, nó giống như nè. Nó ngọt mà nó dai dai. Cái này thì nó thơm nước tương thôi, tại vì mình hấp với nước tương. Còn bây giờ mình thử mình chấm một miếng nước tương wasabi nha, xem là nó có ngon hơn không. Mọi người cũng có cảm giác như là ăn sashimi vậy, nên là ăn với nước tương mù tạt rất là ngon. Còn nữa quên, người ta cho muối ớt chanh. Chúc mua ở chỗ này nha mọi người, hải sản Hoàng Gia nè. Lúc nào Chúc mua hải sản ở đây cũng được cho cái muối này hết á. Cái muối này rất là ngon. Mình để đây luôn. Giờ mình sẽ chấm với lại muối ớt nha. Nó cay đậm á. Số 1. Nãy giờ á, cái mùi nước tương nó thơm nè. Cái mùi rượu nữa mọi người, bỏ một miếng rượu vô, thứ nhất là nó sẽ khử được cái mùi tanh của mấy cái loại sò ốc biển ha. Thứ hai, y như là nó xông hơi cái con bào ngư á, kiểu như là nó làm cho cái thịt mềm hơn và thơm hơn á, Chút cảm nhận vậy á. Nhưng mà vẫn thiếu một cái gì đó cay cay, nên là khi chấm cái muối ớt chanh này á thì nó rất là hợp. Tiếp nha. Trời ơi, găm về nhà thì mọi người sẽ thấy nó rất là dai, nhưng mà thật ra nó không dai nha mọi người, nó giòn. Chút thích hấp cái nước hấp nè, bởi vì con bào ngư nó ra cái nước ngọt ở đây. Làm được món này ngon ghê á, mà rủ mẹ quay mẹ không quay mọi người. Một lát mình sẽ chừa cho mẹ hai ba con gì đó. Mẹ không chịu ăn, mẹ không chịu quay với mình chứ. Chúng không biết là hấp bao nhiêu lâu thì đúng, nên là chút hấp 10 phút. Cái con này á, làm cực nhất là cái công đoạn mà rửa sạch đó mọi người. Chà muốn tè cái đầu bàn chải luôn. Ê, mình thấy bóc dễ hơn á. Nãy giờ lấy cái nĩa găm 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 nó có vô cái con này đâu. Bóc cho dễ. Đây là lần đầu tiên ăn con này. Chúc hai mua hải sản ở cái chỗ hải sản Hoàng Gia mọi người. Cũng có nhiều chi nhánh. Chúc hay mua là bên quận 10. Với lại cái chỗ mà gần trường của Trúc Cống Quỳnh á, nó có một cái đoạn Cống Quỳnh với lại Trần Hưng Đạo cắt nhau á, thì Trúc mua ở Trần Hưng Đạo 180 hay 181 vô qua nè. Thì Trúc sẽ để địa chỉ ở dưới nha, mọi người có thể tới đó mua. Trúc mua ở đó ốc nè,
rồi tôm hùm Canada. Ở đó bán rất là tươi luôn á, tại vì họ có rất là nhiều cái hồ kiến rồi họ thả oxy á mọi người. Thấy mấy con bào ngư này thấy thèm lắm. Có con bự là bự nữa. 89.000 một con như vậy nha mọi người, bào ngư Hàn Quốc. Chấm cái nào ăn cũng thấy ngon hết đó. Bởi vì cái con này nó ngon sẵn rồi. Hôm nay mình quay á, mình đuổi con Bella ra khỏi phòng rồi, mình khóa cửa. Bây giờ tới mấy bà mèo con thấy mình ăn cái meo meo. Leo dữ lắm mọi người. Leo lên cái thùng đồ của mình xong leo lên cây đàn của mình luôn. Leo bên đó đó xong rồi nhìn qua mình meo 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 đòi ăn. Chúc không biết là chúc làm như thế này là đã đúng chưa? Mọi người ai mà biết cái cách nào á chế biến bào ngư, sơ chế cũng như là chế biến hay là làm món ăn gì ngon á bày cho chút chứ. Hôm nay chúc làm cái bông. Hồi nãy á định để một hai con sống ăn thử mà nói thôi nguy hiểm, tại vì thứ nhất là chưa biết làm con này, thứ hai là hôm nay người đang bị ngứa, chắc đang dị ứng cho ăn đồ sống á. Người là không dám nữa. Muối ngon mọi người. Chú cứ nghĩ là con bào ngư nó sẽ phải mắc lắm á, nhưng mà nó 89.000 thì nó cũng ok đúng không mọi người? Chưa tới 100.000 một con. Mọi người có thể mua về để mà bồi bổ nè. Cũng là có thể làm quà tặng cho ba mẹ hay là ông bà, những người lớn tuổi á, họ ăn để mà họ bổ sung chất. Mọi người có thể nấu cháo hay là mọi người tìm á, mua một cái gói thuốc bắc về tìm. Còn nếu như mà ba mẹ răng còn khỏe nhai được thì cứ hấp lên nhà cho ba mẹ ăn cũng ngon. Chúc thấy cái này làm quà ok nè. Quà tặng cho người lớn tuổi á, chúc thấy nó thiết thực. Càng lớn tuổi người ta cần sức khỏe nhiều hơn. Chú cũng mong sau này mình lớn tuổi mình có sức khỏe. Tại khi mình có sức khỏe rồi mình làm được nhiều thứ, mình có muốn làm việc cũng được nhiều, muốn tận hưởng cuộc sống cũng được nhiều, hưởng thụ cũng được nhiều. Nói chung là mình có sức khỏe thì mình có thể làm được nhiều thứ khác. Có em này nhỏ nhất rồi mọi người, dễ thương nha. So với cái con khác thì nhỏ nhưng mà so với cái vỏ của nó thì nó đầy thịt luôn. Mình sẽ chấm mù tạt. Nãy giờ ăn này á, chứ trong đầu thì đang tưởng tượng là đang ăn con bào ngư sống. Nhiều bạn cũng cảnh báo mình kêu là ăn đồ hải sản sống ít thôi, bởi vì bệnh. Thật sự chú cũng sợ với bộ. Mấy bữa nay nổi mẩn hơi ngứa ngứa ớn rồi đó, nên là phải biết lo thân. Đây, mình còn ba con này, một lát mình sẽ xuống mình ép má mi mình ăn cho hết. Mẹ ăn giỏi chừng con à, mẹ ít ăn lắm, mua được gì ngon ngon về mà ép ăn cực lắm. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay nha. Hy vọng là mọi người nếu có thử cái món bào ngư mà hấp nước tương như mình thì cũng sẽ thấy ngon ha. Mọi người có cái yêu cầu gì về cái kiểu làm khác cho cái món bào ngư này thì hãy comment bên dưới cho Trúc nha. Còn Trúc thì Trúc sẽ để cái địa chỉ bán cái món này, bán cái con bào ngư này ở phía dưới cho mọi người. Mọi người muốn mua thì liên hệ đó trực tiếp ở đó. Chỗ nào bán ngon, đồ ăn ngon và uy tín thì Trúc sẽ giới thiệu cho mọi người trong những video sắp tới nữa ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.